Chào các bác. Bây giờ mình sẽ làm tới cái video thứ năm, Library Interface, có nghĩa là cái giao diện của cái library và nó có những cái gì trong đó. Thì trước tiên mình sẽ nói về ở phía trên này, cái bar trên này. Thì thật ra cũng có nói rồi nhưng mà kỳ này mình sẽ nói complete hết luôn. So ở trên này nó có những cái tab. Library là cái chỗ thư viện, develop là cái chỗ mà mình sẽ edit hình. Ok. Qua cái chỗ map này là cái chỗ GPS, là cái hình đó mình chụp ở đâu. Nếu mà cái máy mình nó có GPS á, thì nó sẽ record được cái location mà của chỗ mình chụp. Cái này là mình qua bên cái book á, thì nó sẽ làm những cái cuốn sách book, ok, rồi tới slideshow, rồi tới print, rồi tới web. Thì những cái phần sau này mình sẽ không có đụng vô, tại vì hầu như cũng không có xài tới. Mình chỉ đụng vô hai cái đầu thôi, là cái library và cái develop. Cái đó là cái hàng cái bar phía trên. Ở bên cái panel, những cái này nó gọi là cái panel bên tay trái, thì cái tab đầu tiên bên này mình sẽ có 5 tab và bên phải mình sẽ có 6 tab. Thì cái tab đầu tiên á, navigator, thì có nghĩa là sao? Khi mà mình point hình vô một cái tấm hình nào đó, thì nó sẽ hiển thị lên trên cái preview. Cái này nó gọi là cái preview. Để mình coi cho nó biết là cái hình đó là hình gì. Nó sẽ bự hơn cái dưới này, đơn giản là vậy thôi. Để mà mình thấy, nếu mà mình muốn coi hình đó, mình bấm một cái thì nó sẽ nhảy qua cái hình đó. Đó, vậy đó. Thì mình vô mình coi cái hình nào bên này, xong cái mình bấm qua bên này. Rồi kế bên này á, là mình muốn cái hình mình nó fit vô trong cái screen như thế nào, thì mình chọn nó. Hiện tại nó là fit. Nếu mà mình muốn zoom nó, thí dụ như mình muốn zoom cái này lên, thì mình bỏ vô, mình click nó một cái, thì hiện tại nó là 1:1. Ok. Nếu mình muốn 1:3 thì mình chọn qua 1:3. Không, bây giờ 1:1 ha. Xong rồi mình click một cái trả ra đó. Mình phải cho nó trở về chỗ cũ. Bây giờ mình sẽ cho nó vô 1:3. Thì nó sẽ ít hơn, nhả ra đó. 1:3. Rồi bây giờ thí dụ như mình nói mình muốn nó là 2:1 đó, thì nó sẽ nhiều hơn. Nó đại khái vậy. Thì ăn thua mình muốn nó zoom cỡ nào thì mình set cái đó. Rồi cái thứ hai là cái catalog. Ok. Nó sẽ có ba hàng. Hàng thứ nhất nó gọi là all photographs. Thì trong cái catalog của mình nó có bao nhiêu hình. Thí dụ như mình mở cái Galveston thì nó sẽ hiện lên Galveston. Mình mở Hamilton Pool thì nó hiện lên Hamilton Pool. Nhưng mà nếu mà mình bấm All Photographs thì là tất cả những cái hình nằm ở trong cái catalog này nó lên hết. Đó. Cái đó là what I mean. Rồi cái Quick Collection. Cái Quick Collection này nó là một trong những cái của cái collection nằm dưới này, nhưng mà nó để riêng ra. Thì em sẽ có một cái video em nói riêng về cái collection này, nó rất là hay, nó cũng hơi complicated, thành ra em muốn làm một cái video riêng. Rồi cái previous import có nghĩa là nó nói mình cái lần cuối cùng mình import vô cái Lightroom là cái gì đó, nó hiện lên cho mình. Rồi đây là cái catalog. Cái folder là trong này nó hiển thị lên những cái mà coi như nó là cái catalog của mình á, cái album của mình á, hình nó nằm từ cái hard drive nào và cái folder nó như thế nào, thì nó nằm under cái folder tab. Rồi cái collection giống như em nói ở phía trên, đây là một cái bộ lọc rất là hay. Em sẽ có cái video nói về nó. Ok. Rồi cái cuối cùng nó là mình muốn gọi là export hình lên trên internet
đi qua những cái Facebook hay là Flick hay là gì đó, thì mình vô đây mình set up, mình bấm lại lên thẳng, nhưng mà nói nôm na mình cũng không xài cái này. Rồi à, bây giờ đi qua cái phần bên tay phải, cái đầu tiên nó là cái histogram. Cái này nó na ná giống như là ở trong cái máy camera của mình đó. Thì cái từ cái vách bên tay trái nó là black và cái vách bên tay phải nó là white. Nó đi từ 0 lên tới 255 từ bên trái qua bên phải. Thì cái idea của nó đó là khi mình chụp một cái tấm hình, nó phải đi giống như là một cái ngọn núi vậy đó. Thì nó mới good. Thì nó vừa chạm nhẹ ở cái vách bên tay trái và nó đi qua nó chạm nhẹ vách bên tay phải. Nếu mà mình chụp ban ngày, một cái ánh sáng bình thường, color bình thường, thì nó sẽ như cái ngọn núi. Tại cái hình này là chụp ban đêm, thành ra nó sẽ nghiêng về bên cái vách bên trái nhiều hơn. Nhưng mà nói nôm na nó cũng chỉ vừa đụng thôi, chứ nó không, nếu mà đụng nhiều thì nó quá đen. Ngoại trừ những cái hình nghệ thuật cần coi như là giống như kiểu mà low key, high key thì cái đó mình không nói. Ok, ở phía dưới này á, thì nó có thêm những cái như là ISO. Mình chụp cái lens lúc đó là đang set 61mm f/2 30 second. Thí dụ vậy, đây là nó những cái information của cái hình đó. Rồi. Kế đó nó là quick develop. Cái này nó cũng giống như ở bên develop á, là mình edit hình. Nhưng mà nó để đây để cho mình edit sơ sơ vậy thôi. Nếu mà so với bên kia thì cái này nó không là cái gì hết. Nó gọi bởi vì cho nó mới gọi là quick. Có những lúc mình cần edit cho lẹ lẹ để mình gửi cho ai đó, chỉ cần tăng ánh sáng hay là giảm shadow để làm lẹ lẹ xong rồi mình gửi cho người ta thì mình mới xài cái này. Nhưng mà nói nôm na em không có đụng vô cái này, tại vì qua bên kia làm sướng hơn. Keywording có nghĩa là mình bỏ những cái từ vô trong cái hình để làm chi. Để mai mốt mà mình có đi tìm á, thì mình vô mình search á, thì mình bấm những cái từ đó, thì những cái hình nào mà mình có bỏ vô đó thì nó sẽ hiện lên. Thì từ nằm đây, ở dưới này nó sẽ cho mình những cái từ, nó gọi là suggestion, có nghĩa là nó cho mình những cái từ mà sẵn á. Thì mình có thể vô đây mình chọn portrait thì nó ra những cái từ ha. Thì sau khi mà nó mình thấy cái từ nào mà nó có hợp cho mình, em nói thí dụ như là cái hình này đi, thì mình có thể là night shooting hoặc là water hoặc là playground, bất cứ cái gì mà có cái từ nào mà nó liên quan tới tấm hình thì mình bỏ vô trong đó. Mình bỏ vô trong này, em nói thí dụ như bây giờ em bấm landscape nè, là vô một từ nè, rồi em bấm thí dụ như là pet nè, thì sẽ mọi người sẽ thấy nó có một cái dấu phẩy, rồi nó có chữ pet. Còn bây giờ mình có thể tự viết vô cũng được, mình nói là thí dụ như là C, đó, thì nó năm nay một cái hình mình bỏ nhiều từ thì càng tốt, thì mai mốt mà mình search nó đó thì đụng cái từ nào nó ra cái hình đó. Chẳng hạn như mình có một cái hình mà beautiful sky, một cái bầu trời rất là đẹp, mây trắng, thì mình bỏ vô sky. Thí dụ mai mốt mình cần một cái bầu trời đẹp để mà mình copy nó, mình paste nó vô trong một cái hình nào đó, thì mình có thể vô đây mình search nó là sky, thì nó ra những cái hình đó, rồi bắt đầu mình chọn cái nào đẹp thì mình mới copy đưa vào bên đó. Ok, so cái này là keyword. Rồi, key list là những cái mà coi như là mình đã từng xài qua thì nó hiện vô đây.
Ok, nó cũng giống như bên kia thôi. Metadata đây là những cái information của bức hình, nó là cái axis đó. Thì thường thường á, là mình chụp xong bỏ vô đây là nó có đầy đủ hết ngoài, và lúc mà mình input vô đó mình có bỏ thêm cái copyright của mình nè, thành ra nó hiện lên đây nè, đây chỉ copy copyright by LP Nguyễn. Thì cộng thêm với tất cả những cái information mà của cái máy mình setting. Cái này cũng rất là hay, nếu mà mình có một cái raw file hay JPEG của người nào đó mình bỏ vô đây, mình vô đây mình coi. Trừ trường hợp nào mà họ giấu thì mình không thấy thôi. Thường thường mấy cái thằng professional là thì nó giấu, nó không muốn cho người ta biết. Còn những người khác thì có thể họ không biết cách giấu. Rồi ở dưới này cái cuối cùng là cái comment, thì mình muốn comment gì đó thì comment bỏ vô trong cái này. Ok. So that is cái panel bên tay phải. Rồi bây giờ ở giữa này á, nếu mà mình bấm vô mà cái grid view á thì nó sẽ hiện lên cái bar này. Thì cái text này là cái đầu tiên là mình có thể search đó. Cái này là hồi nãy mà em nói về cái vụ mà keyword đó. Thí dụ mình set mình sau khi mình có những cái wording mà bỏ vô trong hình á, thì mình vô đây mình search nó sky, thì nó sẽ lục hết toàn bộ những cái trong cái folder này. Còn không, nếu mà mình muốn á, thì mình bấm vô cái all photograph này nè ha. Xong rồi các bạn đầu mình vô đây mình search nó là sky, là nó sẽ check hết toàn bộ cái catalog có cái nào có sky đó, thì đó là text. Rồi cái kế đó là cái attribute này, là nó là một cái filter. Thí dụ như mình vô đây, mình có thể hỏi nó những cái hình nào mà tao đã flag pick. Em chưa có nói tới vấn đề flag này, nhưng mà sẽ có một cái video nói rất rõ về cái này. Nhưng mà những cái hình nào mà tao flag thì mày mày đưa lên cho tao coi. Rồi chẳng hạn như qua đây mình sẽ chọn nó là rating is equal to, là exactly những cái gì tao sẽ chọn. Thì em mình nói thí dụ như cho tao coi những cái hình 5 sao, nó sẽ hide hết và nó hiện lên những cái hình 5 sao. Cho tao coi những cái hình 1 sao, không có hình nào hết. Thì lúc mà mình short hình sẽ có một cái video nói về vấn đề đó, là mình sẽ làm sao để mà mình ray bao nhiêu star cho nó. Thì sau khi mình ray như vậy thì cái bộ phận lọc này nó mới work, nó mới hiển thị lên đúng như mình muốn. Đại khái khi mà tới cái đó thì mấy người sẽ hiểu, mới hiểu hiểu thêm về vấn đề đó. Đây là cũng là một cái bộ lọc mà về color, thì thường thường xài cho color em xài cho panoramic, hay là chụp bracket, thí dụ gì chụp những cái loại gì mà nó có thể có nhiều hơn một tấm á, thì dùng cái color này. Thì chẳng hạn như là bây giờ ok turn up filter, rồi bây giờ mình bấm nên là nó ra. Thí dụ như mình chọn ba hình, cái mình chọn một cái màu thì cái màu đó nó đi với ba hình này thì mình biết nó là chung một bộ đó. Đại khái cái màu đó là để cho làm như vậy. Metadata có nghĩa là nó những cái information nó nằm ở trong cái folder này, tất cả những cái hình nằm trong folder này thì chụp ở năm mấy, máy gì, lens gì đó, đại khái là vậy, để mình biết được những cái hình này nó chụp bằng cái gì. Cái lens này chụp bao nhiêu tấm hình, đại khái vậy. Nó gọi là metadata. Cái này cũng là một cái bộ lọc, khi mà bấm nên thì nó sẽ thanh up. Ok, rồi cái key này thật sự không có make sense, không biết nó làm cái gì. Nói hôm nay khi mà mình mở cái metadata này ra, mà mình
under cái folder này, thì những cái information này nó nằm của cái folder này. Bây giờ nếu mà mình lock cái này lại á, thì mình đi qua cái Hamilton folder, cái này nó vẫn nằm yên. Information trong này nó vẫn nằm yên, không biết là nó cố tình nó làm gì để so sánh hay sao đó, nhưng mà em không có, em thấy không có make sense, không không biết sử dụng vào những cái trường hợp nào. Nếu mà mình mở cái lock này ra đó, thì khi mình qua cái mình đi qua cái này, thí dụ như cái này là cái hình của thằng Galveston, thì mở lên mình sẽ thấy nè, Canon 5D Mark III 8.8 ha. Bây giờ mình qua cái thằng Hamilton nè, vô cái thằng này. À, thì bây giờ nó là 12 tấm. Có nghĩa là cái information nó thay đổi tùy theo mình đi theo, mình đi vô cái folder nào. À, còn nếu mà mình lock lại thì cái information nó vẫn nằm đó của cái folder trước. Thì không hiểu nó để làm cái gì. Ok, so mình bấm nên thì nó sẽ close cái filter đó. Ở dưới này thì import, bà con biết rồi. Export, cái này chưa nói tới. Đại khái là coi như là mình xuất hình ra đó. Rồi, cái đó nó là grid view. Grid view là giống như vậy. Mình có thể control bằng cái slide này, cho nó nhỏ lớn, cho nó vừa con mắt của mình. Rồi, cái này nó gọi là loop view. Thì nó hiện lên một tấm. Rồi mình có thể bấm cái tấm tới, hoặc là mình dùng cái mũi tên, cái arrow trên keyboard đó, là mình cứ slide over, đại khái vậy. Rồi, cái kế tới nó gọi là cái compare view. À, thí dụ như mình có hai tấm hình, thì mình có thể mở lên mình compare, mình có thể zoom nó vô. À, rồi bắt đầu mình mới xoay vòng vòng mình coi nên giữ tấm nào, nên bỏ tấm nào. Đó, nó là compare. Ok. Rồi cái tới nó là survey view. Survey view thì nó cũng na ná như compare nó, nhưng mà nó là ba tấm. Thì mình có thể bấm cái mũi tên đây để mà đi qua đi lại coi. À, coi. Đại khái mình có ba tấm đẹp mà mình cần chọn một tấm. Thì mình mở cái này lên mình mới coi thử coi ba tấm này nên chọn tấm nào. À, đại khái vậy. Rồi, cái đó đó là cái recognize face. Cái này thì cũng không có xài. Có nghĩa là khi mà mình có một cái tấm hình, chọn cái khuôn mặt, mình bỏ tên vô thì nó sẽ vô, nó recognize cái mặt. Thí dụ mình để tên là Xuân thì mai mốt mình bấm Xuân, tất cả những cái hình nào mà có cái khuôn mặt giống như vậy thì nó móc ra hết. Nó giống như Facebook vậy. Ok, rồi, xong. See. Bây giờ ở bên này nó không có hiện ra cái gì hết. Lý do là mình chưa có mở lên. Thì ở đây nó có một cái hình tam giác, mình mở xuống thì đây nó cho mình những cái tour, mình thích cái nào mình mở cái đó. À, cái nào mình nghĩ là mình sẽ xài thì mình mở. Thì bây giờ em cứ mở lên hết rồi em giải thích, rồi sau này nếu mà ai thích cái nào thì cứ việc vô đây mở nó ra. Ok, rồi, thì cái đầu tiên là nó đang xếp hình theo A to Z. Nếu mà mình muốn đi ngược lại Z to A, nó giống như trong computer thôi. Shorthand là mình muốn shorthand theo capture time hay là order hay là giống như là theo bất cứ cái gì. Muốn chọn cái nào thì chọn vô đây. Ok, flat. Đó, hồi nãy em có nói về cái vấn đề flat. Flat ở đây nó có hai cái. Một cái là pick và một cái reject. Nếu mà cái hình này mình thích, mình pick thì mình bấm flat. Cái hình này mình không thích thì mình bấm nó gọi là reject flat, thì nó sẽ mờ mờ. Rồi sau đó mình mới gom nó lại một lần, mình delete một lần luôn. Thì em sẽ có một cái video nói riêng về vấn đề này. Ok, so lấy này ra. Store có nghĩa là tấm hình này mình
thí dụ như mình thích thì mình rate nó là 3. Ok, một star là bấm số 1, 2 star bấm số 2, 5 star bấm số 5. Đơn giản chỉ vậy thôi. Còn không thì mình bấm thẳng vô cái store cũng được. Chẳng hạn như tấm tấm này, em nói tấm này đẹp, em muốn số 5, em bấm số 5 thì nó sẽ hiện lên 5 store. That's it. Mở cái này bự bự ra cho thấy. Đó, nó hiện lên 5 store. Rồi, bắt đầu qua cái color thì em có nói rồi, cái color thường thường em dùng cho SDR, panoramic hoặc là bracketing thì em dùng color. Thì chẳng hạn như là một set này 3 tấm, em ok, một set này 3 tấm thì mình có thể cho nó một cái màu. Đó, thì nó hiển thị lên một cái màu. Đó, đồng thời mình có thể right click nó, mình vô trong stacking group nó lại. Thì khi mình group nó lại thì sao? Nó sẽ hiển thị lên một tấm hình thôi, nhưng mà nó có số 3 đây, có nghĩa là đằng sau của nó có 2 tấm, nhưng mà nó chỉ có hiện lên một tấm cho nó gọn. Bây giờ mình muốn mở nó ra thì bên hông này nó có cái đồ mở, bấm một cái thì nó sẽ mở ra lại. Nó mở ra thôi nhưng mà nó vẫn là grouping, nó vẫn cái option nó vẫn còn nằm đó. Nếu mà bây giờ mình bấm vô đây thì nó sẽ group nó lại. Bây giờ mình muốn lấy ra thì mình phải right click, stacking, unstack, thì mình sẽ lấy cái stacking ra. Nếu mình muốn lấy cái màu ra thì mình sẽ highlight hết, mình right click, color label none. Đó, mình lấy cái màu ra. Ok, so cái đó là cái màu. Cái này là rotate. Nếu mà hình mình nó bị méo thì mình có thể rotate nó. Ok, rồi. Cái này là dành cho mình muốn chơi slideshow á thì xài cái này. Ok, so cái này nó là cái bottom bar. Còn ở phía dưới này nó gọi là cái film strip á, đi từ bên trái đi qua, thì cái số 1 á là nó gọi là cái monitor số 1. Số 2 là monitor số 2. Nếu mình có hai cái monitor mình thân nó on thì nó sẽ có một cái hình bự trong qua ở bên cái monitor thứ hai. Thì cái monitor thứ nhất á là để mà mình hiện tại mình đang nhìn thấy nó nè, trước mặt mình nè. Thì cái thứ hai là để mà mình coi thêm á, mà coi mình edit bên này nhưng mà mình ngó bên kia tại bên kia nó sẽ bự hơn. Mỗi cái monitor nó sẽ có một cái drop down menu. Thì hiện tại bây giờ mình đang xài cái normal screen mode nè. Thì ở đây là cái shortcut của nó, mọi người nhớ nó thì mình dễ xài. Rồi bắt đầu thí dụ như mình muốn tắt cái bo trắng trắng này nè, cái bo trắng trắng này thật sự nó là vô dụng, nó không làm gì hết. Thì mình sẽ bấm cái hàng thứ hai, full screen with menu bar, nó sẽ đóng cái hàng trắng đó ha. Rồi cái hàng thứ ba là full screen là nó sẽ đóng luôn cả cái hàng phía trên luôn, trên cùng á đó. Bây giờ rồi bây giờ nếu mà mình bấm full screen preview, shortcut nó là F, thì nó sẽ tắt hết, nó chỉ còn tấm hình thôi. Thì bây giờ mình muốn trở lại thì command shift F làm thêm một lần nữa thì nó trở lại bình thường. Cái command shift F là nằm đâu? Nó nằm đây nè. Nếu mà bên PC á, thì hình như alt shift F. Ok, so cái này nó rất là good để khi mà mình edit hình đó, mình làm cho cái hình cái monitor nó bự ra. Rồi cái này grid view, khi mình bấm cái này nó ra grid view thì giống trên thôi. Cái này á, là backward and forward, cũng giống như mình đã làm một cái step gì đó, mình muốn go back thì mình bấm cái này, muốn go forward thì bấm cái này. Rồi ở đây nó sẽ cho mình biết là trong cái folder này có 12 tấm hình. Hiện tại là tấm hình này tên này. Đó, đại khái. Ở đây nó cũng là một cái dàn filter y chang như ở trên này.
À, mình muốn mà nói nó mày tao muốn coi những cái hình 5 sao thôi. Thì nó sẽ hiện lên 5 sao. Mấy cái kia nó hai hết. Flat cũng vậy. À, bây giờ có nghĩa là mình dùng cái bộ lọc filter của nó. Bây giờ mình nói tao không muốn lọc filter nữa, lấy cái filter ra. Ở đây nó có một cái switch. Mình bấm vô cái switch đó là nó trở lại bình thường. Ok. So, I think pretty much that's it. Chỉ có đây là cover, còn những cái kia thì em sẽ làm một cái video khác để mà nói sâu thêm vào cái vấn đề bên kia. Ok, thank you.